cố gắng đầu tư vào tiền điện tử có thể khiến bạn choáng ngợp. Bạn không biết phải mua coin nào, bắt đầu từ đâu hay tìm kiếm coin như thế nào. Vậy thì đây là video dành cho bạn. Thật khó để biết bắt đầu từ đâu, vậy nên trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước một cách tìm và cách mua coin để bạn có thể bắt tay vào mua coin ngay khi kết thúc video này. Bắt đầu thôi! Việc đầu tiên chắc chắn là không phải nhảy vào mua đại đồng coin rồi. Bạn sẽ cần nhìn vào một bức tranh toàn cảnh hơn để thấy được nhiều điều. Đầu tiên là tìm tiền điện tử và phân tích thị trường. Mình cho các bạn xem một số trang web thực sự quan trọng này, nơi bạn có thể xem tất cả giá cả về các loại tiền điện tử khác nhau, thị trường cũng như là xu hướng đang diễn ra. Đây là coinmarketcap.com, là nơi mà mình sử dụng hầu như là hàng ngày để phân tích vị trí của thị trường cũng như là khám phá các loại tiền điện tử. Còn nếu bạn muốn cập nhật kiến thức về tiền điện tử, bạn có thể tham khảo kênh tolink.vn. Trên website Tolink cũng có bảng giá crypto cập nhật chính xác theo thời gian thực. Bạn có thể tham khảo thông tin về nhiều đồng coin tiềm năng trong chuyên mục đánh giá đồng coin và học những kiến thức hữu ích cho người mới tại chuyên mục kiến thức crypto và xem đánh giá về những sàn giao dịch crypto uy tín nhất. Một trong những sai lầm lớn nhất mà mình thấy những người mới bắt đầu mua tiền điện tử hay mắc phải chính là chỉ nhìn vào giá. Chẳng hạn như bạn sẽ nghĩ là 40.000 đô la cho một Bitcoin thì sẽ đắt hơn nhiều so với 2 đô cho một đồng Cardano. Nhưng điều thực sự quan trọng là phải xem xét tổng số vốn hóa thị trường và mức độ biến động của thị trường trên biểu đồ. Vì vậy, điều mình rất là thích ở vốn hóa thị trường, nó sẽ hiển thị những con số này một cách rất là rõ ràng. Và bạn cũng có thể nhấn vào để xem đồng tiền nào đang tăng giá nhiều nhất trong 24 giờ qua hay là đồng tiền nào được bán nhiều nhất trong 7 ngày qua. Tiếp theo là chúng ta sẽ nên mua loại tiền điện tử nào? Hiện có rất là nhiều kênh định hướng cho người mới các loại tiền mới đầy rủi ro. Nhưng theo mình thì các bạn nên tập trung đầu tư vào các đồng coin phổ biến để tránh bị mất tiền oan vì thị trường đã chứng minh giá trị của chúng. Và ở cấp độ này thì mình nghĩ chúng ta sẽ có hai loại tiền điện tử chính là Bitcoin và Ethereum. Đương nhiên là bạn cũng có thể thử sức với các đồng coin khác nhưng nên bắt đầu với tỷ lệ vốn nhỏ. Tiếp theo sẽ là cách mua tiền điện tử. Vậy làm thế nào để bạn có thể bắt đầu mua crypto? Thứ nhất, bạn sẽ cần một sàn giao dịch uy tín. Như mình đang sử dụng ở đây chính là sàn Binance. Binance là sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện nay, vì vậy là khả năng thanh khoản rất tốt. Cũng có cả ví điện tử cho phép bạn lưu trữ crypto của mình ngay trên sàn, rất là tiện lợi cho người mới. Nếu như bạn chưa có tài khoản thì bạn có thể đăng ký bằng đường link mình để ở dưới phần bình luận hoặc là mô tả của video nhé. Cách đăng ký thì sẽ rất là dễ thôi. Đặc biệt là khi bạn đăng ký qua đường link này, bạn sẽ được phần thưởng lên tới 100 đô cho người mới. Bạn cũng có thể tải ứng dụng Binance ở trên kho ứng dụng CH Play cho điện thoại Android hoặc là App Store dành cho iPhone và nhập mã giới thiệu là 239515511. Mã này mình sẽ để ở trên màn hình nhé. Đây, mình sẽ đăng ký một tài khoản Binance cho các bạn xem. Các bạn cùng làm theo mình nhé. Đầu tiên, để có tài khoản và nhận được ưu đãi tốt nhất thì mọi sau khi đăng ký tài khoản thành công thì bạn sẽ cần xác minh bảo mật 2FA để có thể tăng tính bảo mật cho tài khoản cũng như là bắt đầu giao dịch trên sàn. Đầu tiên thì bạn sẽ nhấn vào biểu tượng hình người, sau đó chọn tài khoản. Kéo xuống chọn bảo mật. Đây chính là xác thực yếu tố 2FA. Bạn sẽ nhấn vào nút kích hoạt ở dòng mã xác thực.
Tạo thêm phương thức xác thực mới. Thêm mã xác thực này, tiếp tục. Đây, tại đây thì họ sẽ đưa cho mình hai cách để có thể lấy mã. Có thể là quét QR hoặc là nhập mã key. Đầu tiên thì bạn sẽ cần phải tải về cho mình ứng dụng là Google Authenticator ở trên điện thoại. Nếu mà bạn sử dụng điện thoại Android thì có thể tải ở trên CH Play, hoặc bạn sử dụng iPhone thì có thể tải ở trên App Store. Sau khi bạn tải về ứng dụng ở trên điện thoại thì bạn sẽ cần mở ứng dụng ở trên điện thoại của mình ra. Tại đây thì thường thì sẽ có hai cách để các bạn có thể lấy key. Cách thứ nhất là quét mã QR ở trên điện thoại qua ứng dụng Google Authenticator, và cách thứ hai sẽ là lấy key về USB. Tại đây thì mình sẽ sử dụng cách là quét mã QR. Đây, mình sẽ quét mã. Và bây giờ thì mình sẽ cần đợi để kết nối giữa hai thiết bị với nhau. Đó, vậy là passkey đã được xếp. Nhấn OK. Vậy là xong, bạn đã thêm được phương thức xác thực thành công. Sau khi bạn đã có tài khoản và đã xác minh thành công, thì bạn có thể bắt đầu nạp tiền và mua coin trên sàn được rồi nhé. Nạp tiền lần đầu trị giá tối thiểu là 10 USD, tiền mã hóa trên sàn Binance. Bạn sẽ nhận được voucher hoàn phí giao dịch là 30 USDT. Và khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trị giá tối thiểu là 10 USD, bạn sẽ nhận được voucher hoàn phí giao dịch là 50 USDT. Sau khi các bạn đã có tài khoản Binance thì chúng ta có thể thực hiện việc mua coin qua giao dịch spot hoặc là P2P. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách giao dịch P2P trước. Mọi người sẽ chọn vào mục chat này, sau đó chọn P2P. Ở đây chính là giao diện của giao dịch P2P trên Binance. Hiện tại thì mình đang ở mục mua. Còn đây chính là danh sách các đồng coin mà Binance cung cấp. Mình sẽ chọn là USDT. Còn mọi người có thể thấy cái thanh này chính là mục để mình chọn loại tiền mà mình muốn sử dụng cho giao dịch. Mình sẽ vẫn để là Việt Nam đồng. Phía dưới này chính là danh sách những người mà đang bán đồng coin mà bạn muốn mua. Mọi người nên chú ý các thông tin của người bán. Ví dụ như là đây là số lượng giao dịch mà họ đã thực hiện này, cũng như là tỷ lệ phần trăm thành công của các giao dịch đó. Bên cạnh đó sẽ là phần giá tiền của một đồng coin mà họ đưa ra. Ở bên này chính là khối lượng giao dịch tối thiểu và tối đa. Ví dụ như người này, họ sẽ chỉ chấp nhận giao dịch tối thiểu là 150.000 và mức tối đa là 300.000. Còn cột cuối cùng chính là phương thức thanh toán mà người bán họ chấp nhận. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn một người ngẫu nhiên và thực hiện giao dịch mẫu. Ví dụ mình sẽ chọn người này đi. Mọi người sẽ nhấn vào nút mua. Sau đó là mình sẽ nhập mức tiền mà mình muốn mua vào. Ví dụ mình sẽ nhập 300.000. Sau đó mình sẽ nhấn mua. Sau đó thì trang Binance sẽ chuyển hướng đến phần đơn hàng của mình. Mọi người có thể thấy đây chính là phần thông tin tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng. Mọi người sẽ cần phải chuyển tiền cho người bán thông qua các thông tin này. Và đặc biệt mọi người lưu ý cho mình cái dãy mã số này. Khi chuyển khoản thì mọi người lưu ý là không nên ghi thông tin là mua bán gì cả, mà cần phải nhập chính xác dãy mã số này vào phần nội dung chuyển khoản. Và sau khi mọi người chuyển khoản xong thì mọi người hãy ấn vào nút này để thông báo cho người bán là mình đã chuyển khoản. Mọi người lưu ý là mình nên chuyển khoản xong rồi mới ấn vào nút này nhé, để tránh bị người bán họ báo cáo. Cách thứ hai để mua coin là các bạn sử dụng giao dịch spot. Mọi người sẽ cần quay lại trang chủ của Binance và lựa chọn vào mục trade, chọn spot. Với cách này thì chúng ta sẽ cần phải có USDT ở trong tài khoản, hoặc là sẽ sử dụng một đồng stablecoin nào đó. Như vừa rồi thì mình đã thực hiện việc mua USDT. Vậy đây là mình sẽ sử dụng USDT để giao dịch. Các bạn nhấn vào thanh tìm kiếm nhé. Tại đây là phần danh sách các cặp giao dịch mà mình có thể lựa chọn. Tại đây để ví dụ thì mình sẽ lựa chọn cặp BTC, USDT. Đây chính là phần biểu đồ giá. Các bạn kéo xuống sẽ thấy đây chính là phần để chúng ta thực hiện giao dịch mua hoặc bán. Ở phần bên phải là bán và bên trái là mua. Mình sẽ thực hiện việc mua. Vậy nên là đây, mọi người sẽ nhập phần giá tiền mà mình muốn mua vào đây, hoặc là sẽ sử dụng cái thanh kéo này
Đây chính là thanh kéo dựa theo phần trăm số tiền mà các bạn đang có trong ví. Và ở trên Binance thì họ sẽ yêu cầu là tối thiểu là 10 đô trong một giao dịch. Mọi người có thể để ý đây chính là mục lệnh, các lệnh. Mình sẽ lựa chọn lệnh limit để mình có thể lựa chọn giá mà mình mong muốn. Đây mình sẽ nhập mức giá tối thiểu vào đây là 10. Sau khi nhập xong giá thì mình nhấn nút mua. Đó, đã hiện lên thông báo. Vậy là mình đã thực hiện thành công việc mua coin qua giao dịch spot. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Trước khi tham gia vào thị trường này thì mình cũng cần lưu ý, đó chính là đây là một thị trường cực kỳ tiềm năng nhưng cũng rất nhiều rủi ro. Chính vì vậy mà các bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng về thị trường cũng như các rủi ro liên quan trước khi tham gia vào thị trường này. Chúc các bạn tìm được đồng coin ưng ý và trở thành nhà đầu tư crypto thành công. Xin chào.